Trong video này chúng ta sẽ tiếp tục đến với một phần nội dung tiếp theo của Team Panel. Đó chính là phần nội dung cho các mục quảng cáo. Như các bạn thấy chúng ta chọn vào đó là Ad. Và lúc này chúng ta sẽ đến với một phần đầu tiên sẽ là Header Ad. Và tôi thực hiện click vào phần nội dung này. Như các bạn thấy ở đây, trong phần textbox này chúng ta đã thực hiện đưa vào đó là một đoạn mã HTML để hiển thị ra các phần nội dung cho quảng cáo của header. Và như vậy các phần nội dung của quảng cáo thì nó cũng bao gồm một cặp thẻ div, và bên trong chúng ta sẽ có được đó là một cặp thẻ a, và tiếp tục ở giữa chúng ta sẽ có đó là một thẻ email với thuộc tính src. Lúc này bên trong thuộc tính src của chúng ta sẽ là một đường dẫn đến tập tin hình ảnh được hiển thị ra ngoài trình duyệt cho chúng ta. Như vậy phần nội dung của quảng cáo header sẽ được hiển thị ở đâu? Chúng ta sẽ đi vào phần nội dung, đó chính là phần tài liệu của chúng ta. Tiếp tục đó là header ad. Các bạn thấy rằng header ad của chúng ta chính là phần nội dung quảng cáo ở đây, chính là phần quảng cáo được hiển thị trong phần nội dung của header. Như vậy ở site tin tức thì phần nội dung quảng cáo này chính là hình ảnh này của chúng ta. Và như vậy các bạn cũng biết được đó là phần nội dung cho header ad. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với phần nội dung cho sidebar ad. Như vậy chúng ta cũng nhập vào cho textbox này đó là các đoạn mã HTML để hiển thị ra cho chúng ta các đoạn mã quảng cáo. Bây giờ tôi sẽ thực hiện đi vào đó là edit page cho trang chủ của chúng ta, và tôi cũng mở ra bằng một tab mới. Lúc này các bạn quan sát rằng ở dòng đầu tiên chúng ta có một phần tử đó là adbox, và adbox của chúng ta đang được chọn đó là kích tâm ad1. Bây giờ tôi thực hiện thay đổi phần nội dung này sẽ thành sidebar. Như vậy sau khi chúng ta thực hiện lưu trữ phần nội dung này thì lúc này phần nội dung của quảng cáo sẽ hiển thị ra cho chúng ta đó là các đoạn mã HTML bên trong mục sidebar ad này, chính là các đoạn mã HTML này cho chúng ta. Và tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt, chắc chắn rằng phần hình quảng cáo này của chúng ta sẽ thay đổi. Như vậy các bạn thấy rằng phần hình quảng cáo của chúng ta đã được thay đổi. Quay trở lại với trang tin tức, lúc này tôi thực hiện thay đổi phần hình này trở về đó là kích tâm ad1 như ban đầu của chúng ta. Và lúc này tôi cũng thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Như vậy phần hình ảnh quảng cáo cũng hiển thị bình thường cho chúng ta. Như vậy chúng ta đã thực hiện tìm hiểu xong phần sidebar ad. Phần nội dung tiếp theo đó là article top ad. Như vậy chúng ta cũng thực hiện đưa vào cho article top ad một đoạn mã HTML hiển thị ra các hình ảnh cho quảng cáo. Tôi thực hiện đó là copy phần mã nguồn ở phía trên. Tiếp tục chúng ta đưa vào cho do article top ad. Thì phần nội dung của article top ad này nó sẽ hiển thị ở bên trong của một trang bài viết cụ thể. Ví dụ tôi chọn vào bài viết thanh niên bị chém lìa tai. Và sau đó tôi sẽ thực hiện update lại phần nội dung cho article top ad này. Bây giờ sau khi chúng ta thực hiện refresh lại phần trình duyệt, chắc chắn rằng phần nội dung của quảng cáo sẽ được hiển thị ở phía dưới của các icon mạng xã hội này. Như vậy sau khi tôi thực hiện refresh lại trình duyệt thì các bạn thấy rằng các phần nội dung quảng cáo đã được hiển thị ở bên dưới so với các icon mạng xã hội của chúng ta. Tiếp tục quay trở lại phần nội dung của Team Panel, chúng ta sẽ đến với đó là phần nội dung tiếp theo. Tôi thực hiện cắt đi phần nội dung của quảng cáo này, và tiếp tục chúng ta thực hiện đưa vào cho article client. Thì phần nội dung này cũng khá tương tự so với article top ad. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể chọn đó là vị trí được hiển thị trong bài viết của chúng ta. Lúc này tôi sẽ lưu trữ phần nội dung của article inline, và tiếp tục chúng ta refresh lại phần trình duyệt. Thì như vậy các bạn thấy vị trí của quảng cáo vẫn hiển thị đó là ở phía trên như thế này. Tiếp tục tôi sẽ thực hiện chọn vào hình quảng cáo nằm ở phía bên tay phải của chúng ta, và tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Thì các bạn thấy phần hình quảng cáo của chúng ta đã được canh phải của nội dung bài viết. Bây giờ tôi sẽ thực hiện đưa trở lại đó là canh trái so với nội dung của bài viết.
và tôi cũng thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Các bạn thấy rằng, các bạn quan sát phần nội dung của hình quảng cáo sẽ được thay đổi vị trí cho chúng ta. Như vậy lúc này, phần nội dung của hình quảng cáo đã được canh về phía tay trái của chúng ta. Và như vậy thì các bạn cũng hiểu được đó là phần nội dung của article inline ad. Bây giờ tôi thực hiện cắt đi phần nội dung này để chúng ta đưa vào article bottom ad. Sau đó tôi thực hiện lưu trữ phần nội dung này. Và tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Như vậy phần hình ảnh quảng cáo của chúng ta chắc chắn nằm bên dưới của bài viết. Như các bạn thấy, nó được hiển thị ở đây cho chúng ta. Và như vậy các bạn cũng biết được đó là phần nội dung cho article bottom ad. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với đó là phần quảng cáo cho background. Như vậy trong phần nội dung này thì chúng ta cần truyền vào đó là một đường dẫn URL. Ví dụ tôi thực hiện copy phần nội dung này và chúng ta đưa vào cho URL. Tiếp tục phần giá trị đó là open in new window. Chúng ta sẽ thực hiện tìm hiểu sau. Bây giờ tôi thực hiện update phần nội dung mà chúng ta vừa thay đổi. Đồng thời chúng ta cũng thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Như vậy các bạn thấy phần nội dung này chưa có gì là thay đổi cho chúng ta. Bây giờ để thấy được đó là tác dụng của background article thì lúc này chúng ta cần thực hiện đi vào đó là phần nội dung background tab. Tôi sẽ tìm đến đó là phần nội dung của background tab. Và lúc này chúng ta cần thực hiện đó là thiết lập một phần hình ảnh làm background cho website của chúng ta. Tôi chọn vào giá trị đó là upload. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện chọn vào một phần hình ảnh. Và tôi sẽ chọn vào hình ảnh như thế này. Chúng ta thực hiện insert into board. Và tiếp tục phần giá trị repeat. Tôi sẽ cho nó repeat theo chiều thẳng đứng. Do đó chúng ta chọn vào phần giá trị này. Và sau đó tôi thực hiện update lại phần nội dung này. Bây giờ tôi sẽ thực hiện refresh lại phần trình duyệt của chúng ta. Và như vậy các bạn thấy rằng phần hình ảnh mà chúng ta chọn vào làm cho background đã được hiển thị ở đây cho chúng ta. Và tôi thực hiện đó là kiểm tra phần tử cho nội dung này. Và tiếp tục khi tôi thực hiện hơi chuột vào hình quảng cáo của chúng ta. Và chúng ta thực hiện click vào phần hình ảnh này. Thì các bạn thấy chúng ta đã đến được đó là phần đường dẫn mà chúng ta thực hiện thêm vào cho phần nội dung của background article list. Như vậy các bạn cũng biết được đó là ý nghĩa của background article list như thế nào. Bây giờ tôi cũng thực hiện đó là xóa đi phần hình ảnh cho background của chúng ta. Và tiếp tục tôi thực hiện lưu trữ phần nội dung này. Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Như vậy nó đã trở về trạng thái ban đầu cho chúng ta. Và tiếp tục phần nội dung tiếp theo sẽ là post template type. Như các bạn thấy ở đây, chúng ta có các kiểu như là 1, 11, 12 và 13. Như vậy, các bài viết thuộc về kiểu số 1, số 11, số 12 và số 13 sẽ hiển thị ra. Đó là các phần nội dung của quảng cáo khi chúng ta thực hiện đưa các đoạn mã quảng cáo vào đây. Ví dụ, tôi quay trở lại header ad và chúng ta copy phần nội dung này. Tiếp tục, tôi thực hiện đưa vào cho mẫu 1. Và sau đó tôi thực hiện lưu lại phần nội dung này. Và chúng ta refresh lại phần trình duyệt. Như vậy các bạn thấy phần hình ảnh quảng cáo không được hiển thị cho chúng ta. Bởi vì lúc này bài viết mà chúng ta đang chọn không thuộc về đó là mẫu 1. Tôi thực hiện edit lại bài viết này. Và tiếp tục chúng ta sẽ chọn đó là mẫu 1 cho bài viết để nó hiển thị ra cho chúng ta phần quảng cáo. Như ở đây, post template. Tôi thực hiện chọn vào đó là mẫu số 1 này. Và sau đó chúng ta thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Như vậy các bạn thấy đây chính là mẫu số 1 của chúng ta. Và lúc này phần hình ảnh quảng cáo đã được hiển thị cho chúng ta. Và như vậy các bạn cũng biết được đó là vị trí phần quảng cáo sẽ hiển thị cho post template style 1 như thế nào. Bây giờ tôi thực hiện cắt đi phần nội dung này. Và chúng ta cũng đưa vào cho mẫu 11. Tôi thực hiện lưu lại phần nội dung này. Tiếp tục chúng ta refresh lại phần trình duyệt. Như vậy lúc này phần hình ảnh quảng cáo không còn xuất hiện cho chúng ta. Và tôi thực hiện thay đổi
cho bài viết này trở về, đó là mẫu số 11. Và chúng ta thực hiện update phần nội dung cho bài viết. Và tiếp tục tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Thì các bạn thấy phần mẫu quảng cáo đã được hiển thị ra cho chúng ta. Và như vậy các bạn cũng biết được đó là vị trí của các quảng cáo cho mẫu 11 hiển thị tại vị trí nào. Tương tự cho mẫu 12 cũng như là 13. Và sau đó tôi thực hiện chọn trở lại, đó là mẫu giống như size demo, chính là mẫu 15 này. Và chúng ta cũng thực hiện update lại phần nội dung. Như vậy lúc này phần giao diện của chúng ta đã trở về phần giao diện của trang demo. Tiếp tục, các phần nội dung matlist này thì chúng ta ít sử dụng, do đó tôi sẽ lướt qua phần nội dung này. Các bạn có thể xem ở bên trong phần tài liệu của chúng ta. Tiếp tục, phần nội dung tiếp theo sẽ là footer top. Tôi cũng thực hiện đưa phần mã HTML cho quảng cáo của chúng ta vào cho phần nội dung footer top. Và lúc này tôi thực hiện lưu trữ phần nội dung này. Bây giờ chúng ta sẽ refresh lại phần trình duyệt và chúng ta di chuyển xuống phía dưới của bài viết. Như vậy các bạn thấy rằng phần hình ảnh không được hiển thị ra cho chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ chọn một kiểu footer khác. Chẳng hạn tôi thực hiện chọn vào, đó là mẫu 1. Tiếp tục chúng ta refresh lại phần trình duyệt. Như vậy các bạn thấy phần hình ảnh này mới được hiển thị ra cho chúng ta. Như vậy thì các bạn thấy rằng phần quảng cáo cho footer top nó sẽ hiển thị ra ở một số mẫu footer cho chúng ta. Lúc này tôi cũng cắt đi phần nội dung này. Và tiếp tục chúng ta có các phần nội dung như là custom ad từ 1 cho đến 5. Thì các phần nội dung này tôi đã trình bày cho các bạn khi chúng ta thực hiện, đó là tạo ra phần trang chủ của bài viết của site tin tức. Do đó phần nội dung này tôi sẽ không nhắc lại cho các bạn. Tiếp tục, bây giờ chúng ta quay trở lại, đó là phần nội dung cho footer. Và tôi thực hiện chọn vào, đó là mẫu 13 như thế này. Và tiếp tục tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Và như vậy các bạn thấy rằng phần footer của chúng ta đã trở lại giống so với phần demo. Và như vậy thông qua video này thì các bạn cũng tìm hiểu được đó là các phần nội dung cấu hình cho các phần quảng cáo của site tin tức.